Con em của chúng ta khi mà qua Hy Lạp á, sẽ học hành như thế thế. nào? Chào mừng các anh chị trở lại với kênh 60 giây định cư. Thì một số các anh chị đang quan tâm về cái chương trình đầu tư và định cư tại Hy Lạp. Có cái câu hỏi rằng con em của chúng ta khi mà qua Hy Lạp á, sẽ học hành Như thế thế. nào đó? Thì chị Vân chia sẻ thêm về cái việc này. Theo luật, khi mà nhà đầu tư sở hữu thẻ thường trú nhân thì các con miễn phí tiền học phí. Tuy nhiên là miễn phí trường công chứ không miễn phí trường tư. Tại vì là trường tư là học tiếng Anh, trường công là học tiếng Hy Lạp. Cho nên nếu như mà các anh chị có nhu cầu cho con em mình học ở các trường tư tại Hy Lạp thì ngay thủ đô Athens trong suốt 50 năm qua, tất cả các hệ thống trường quốc tế của Mỹ, của Úc, của Canada, của Anh cũng đã có mặt tại Hy Lạp. Thì chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư chọn các cái trường phù hợp với cái ngành nghề mà con em quý vị quan tâm. Nếu mà chúng ta quan tâm việc miễn phí thì tôi bật mí một tí, tôi sẽ chia sẻ với Khai Phú là chúng ta sẽ chọn các cái trường công mà có chương trình học quốc tế. Thì như vậy con em chúng ta cũng có thể học tiếng Anh theo chương trình quốc tế, nhưng mà trong hệ thống trường công thì cũng được miễn cái khoản phí học phí hàng năm.